xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quỳnh Hình. Thì ngày hôm nay mình có cơ hội nói chuyện với một bạn ở bên Texas, khá là trẻ tuổi và cũng rất là tài năng và cá trí. Thì ngày hôm nay mình sẽ bàn về vấn đề về thẻ tín dụng, với mình sẽ hỏi những cái hiểu biết của cái bạn này về thẻ tín dụng. Thì mời em giới thiệu bản thân. Dạ, chào anh Quỳnh Hình, chào kênh YouTube của anh Quỳnh. Thì cũng như là các bạn theo dõi cái kênh YouTube của anh Quỳnh này. Thì em tên là Vĩnh, gọi là Charlie. Thì hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Garland, Dallas ở Texas. Rồi, thì cho anh hỏi một chút về cái vấn đề thẻ tín dụng. Thì hiện tại ở Mỹ thì em có xài thẻ tín dụng hay không? Dạ, hiện tại ở Mỹ em cũng đã xài thẻ tín dụng. Em xài từ hồi tháng 9 năm 2019 là tới bây giờ là khoảng được 6 tháng. Em mới xài thẻ tín dụng nửa năm rồi. Sau khi qua Mỹ á, thì khoảng bao lâu thì em mới xài thẻ tín dụng? Sau khi qua Mỹ thì khoảng 1 năm em mới xài thẻ tín dụng. 1 năm. Rồi, thì sau 1 năm đó là khi mà em apply á, cái thẻ tín dụng thì em có thấy những cái khó khăn gì không? Dạ, cũng hơi khó. Thì lúc em qua thì em đăng ký đầu tiên là em đăng ký thẻ ngân hàng là thẻ sinh là thẻ student trước, là sinh viên trước. Rồi sau đó em mới đổi từ thẻ sinh viên là student card qua cái thẻ bình thường là thẻ regular. Thì khi mà em apply lên trên cái thằng mà để cho nó có thẻ tín dụng là thẻ credit card thì nó cũng em thời gian nó take time xíu. Cũng như là phải sau này khi mà, tại vì nếu mà mình tạo cái thẻ credit card mình phải muốn mình xác định cái gọi cái điểm tín dụng của mình á, thì lại thêm làm một bước nữa là đưa về mình phải nộp những thông tin của nó qua đến cái địa chỉ email mà bên thằng ngân hàng nó cung cấp cho mình. Là nó mất bao lâu? Tất cả những công đoạn nó mất bao lâu? Từ lúc mà em apply thẻ đến khi có thẻ là khoảng, thực sự thì nó đã từ chối em một lần rồi, sau đó em mới lên ngân hàng em gặp một người banker thì cũng nhờ họ giúp nói chuyện với cái bên office á, bên văn phòng á, thì khoảng thời gian cũng khoảng là 1.5 tháng đến 2 tháng. Thì hiện tại em dùng thẻ tín dụng với mục đích gì? Thì hiện tại thẻ tín dụng em dùng chỉ dùng cho mục đích là tiêu dùng thôi, là tiêu dùng trả bill thôi. Dạ, đó những cái chính của em về trả bill điện nước hay là phone hay wifi, cũng như cái tiêu dùng cá nhân của em hay là xăng dầu vậy. Rồi cái là cái mục đích của em là mở thẻ tín dụng để làm gì? Là mục đích sâu của cái việc trả bill là em muốn bill credit hay là em muốn làm cái gì? Dạ, cái mục đích mà thì mục đích ai cũng sử dụng thẻ tín dụng là em muốn bill cái điểm credit của em hơn lên, để sau này khi mà em có mua những cái tài sản lớn hơn, như có thể là mua xe, mua nhà hay là mua những cái nhà để mình cho thuê ra mình đầu tư thì mình có lợi thế hơn, để tại mình đã xài thẻ tín dụng nó lâu dài cũng như cái điểm mình cao. À, nói chung là em sẽ dùng cho mục đích là sau này làm chuyện lớn hơn. Dạ đúng. Rồi. Thì hiện tại em có bao giờ nghĩ là em dùng cái thẻ tín dụng để em làm kinh doanh không? Dạ, em cũng nghĩ tới, nhưng mà thật sự thì em nghĩ thật sự bây giờ cũng chưa cần dùng tới. Thì nếu mà em thấy mà kinh doanh sau này mình cần dùng tới, em sẽ dùng tới nó. Rồi thì cái công việc hiện tại và em đã làm ở Mỹ là gì? Cái công việc hiện tại á? Thì từ lúc ở Mỹ giờ em làm rất nhiều job, mà hiện tại em có đi làm bên salesman, nhưng thực sự thì cái đợt dịch này dữ quá thì em cũng bị lay off 2 tuần mà không biết như nào mới làm lại. Thì trước mắt á, thì bị ở nhà, nói chung là ở nhà trước để phòng dịch trước, rồi sau đó thì khi mà dịch qua thì có thể em sẽ tìm một công việc mới em làm, có thể là làm nail hay là bất cứ gì. Rồi sau trong tương lai em có tính làm mở thêm nhiều thẻ tín dụng để mình phục vụ cho cái đời sống và cái công việc mình không? Dạ, em cũng tính mở những cái thẻ mới trong tương lai, nhưng mà em có dự định là sẽ mở một cái thẻ credit bên thằng Capital One của Mỹ. Tại vì Capital One thì nói chung nó cho cashback cao, với cái phần mà nó cho điểm credit nó cũng cao, thì em tính dùng nó để em xài cái tiêu dùng của mình. Là những một cái thẻ đầu tiên em xài này, Chase, thì em sẽ dùng nó chuyên về để em trả bill. Còn cái thẻ Capital One, thẻ mới em xài, em sẽ chuyên thẻ về xài và là mấy cái tiêu dùng của mình, về tiền ăn uống, tiền chi tiêu của mình. Để chi vậy? Để em có thể là quản lý được cái tài chính của em một cách gọi là cụ thể, rõ ràng nhất và chi tiết nhất. Thì cái đó thì anh cũng đang sử dụng cho bản thân anh. Tại vì khi mà anh xài, anh chia ra nhiều thẻ. Thẻ dùng để làm việc, rồi thẻ dùng để đi chợ, thẻ dùng để mua sắm những cái mình thích.
để mình chia ra nhiều cái túi để mình bỏ những cái thẻ đó vô để mình biết là mình xài bao nhiêu. À, rồi cái công việc thì trong tương lai của em là em muốn làm cái nghề nghiệp gì mà là full full time? Thì trong tương lai em muốn làm nghề nghiệp là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư là full time mình. Kinh doanh đầu tư. Yeah, hiện tại là em đã có những cái đầu tư gì rồi? Là hiện tại thì thứ nhất thì em cũng đi học để tích lũy kinh nghiệm, mà thứ nhất để học cái kiến thức là cái thứ nhất. Thứ hai thì em cũng bỏ thời gian ra để em đầu tư vào như thị trường về chứng khoán, hay là về những cái mẫu tương, hay là những cái đầu tư về bất động sản online, hay là nói chung đầu tư tất cả mọi thứ nào có thể đầu tư em được, em đều đã đầu tư hết. Để còn cái đăng ký thì tại mình còn trẻ thì em muốn đầu tư dàn trải như vậy để coi mình điểm mạnh mình như thế nào, cũng như mình thích cái nào hơn, thì cái đó mình sẽ bắt đầu mình đi sâu vào hơn cái phần đó. Nói chung là mình thử đúng không? Mình sẽ thử hết tất cả mọi thứ là coi thứ gì mình thích. Rồi. Thì trong vậy là hiện tại nha, hiện tại thì em đã đang có những dự án gì không? Hiện tại là trong em đang có những dự án gì để đầu tư? Là em đầu tư vô stock, em đầu tư vô bất động sản hay là em đầu tư vô gì? Cái hiện tại của em thì hiện tại thì cái thị trường chứng khoán thì nó kiểu như nó đang hiện tại đang xuống, thì em muốn đầu tư short term nó trước, và sau đó em sẽ đi học và em sẽ lấy bằng Realtor. Sau bằng Realtor thì em sẽ focus nhiều hơn về cái bên bất động sản, thì lúc đó em sẽ cái phần bên cái bên chứng khoán em bên đội đầu tư bên ngoài sẽ kiểu như là để safe long term hơn, để chắc để tiền mình nó chắc chắn nằm trong đó. Thì phần tiền đó sau này sẽ dùng về phần real estate, là mình về bên bất động sản nhiều hơn, kiểu như em cũng muốn đầu tư là mình mua nhà xong đó mình cho thuê. Thì hiện tại em có bất động sản, em có lên kế hoạch làm với những người bạn nào không? Thì hiện tại em nếu mà trên bên tinh thần là bản thân em á, thì em dự định trong vòng 2 năm nữa em sẽ có một căn nhà cho thuê. Đó một điều chắc chắn, đó là cái kế hoạch plan em đi từng bước từng bước. Còn ngoài ra thì em cũng có liên kết những người gọi là cùng cái chí hướng của mình để mình đầu tư nghiệp bất động sản, đi mình cho đi thuê, mình cho mình thuê nhà xong rồi mình cho thuê lại với những anh như anh Huy hay là chị Khát, hay là ngay cả anh Vin đây, thì mọi người cùng hợp tác với nhau để mình đầu tư, rồi mình nói chung cùng sở thích cùng đam mê, mình cùng chí hướng thì mình đầu tư chung với nhau. Thì cũng chia sẻ với mọi người là hiện tại là mình và các bạn bạn Charlie, bạn Vĩnh đây và những người bạn khác đang làm những cái lên kế hoạch làm những cái dự án để mình thuê và cho thuê lại để tạo ra dòng tiền, và tất cả mọi người đều có những cái kinh nghiệm trong việc bất động sản. Thì cái vấn đề về nhà như thế này, khi nào mà tụi mình bắt đầu mà làm ra được cái sản phẩm thì tụi mình sẽ giới thiệu với mọi người để cho mọi người biết thêm về những cái dự án của tụi mình. Rồi, thì ngày hôm nay thì anh chỉ muốn phỏng vấn một chút xíu như vậy thôi về cái vấn đề về thẻ tín dụng thôi và những chia sẻ đầu tư của em. Thì cảm ơn em rất là nhiều. Thì em có muốn gửi những cái lời nào mà gọi là góp ý, gọi là chia sẻ nhỏ của bản thân mình với cho mọi người cùng biết được hay không? Dạ thì nói chung em lúc nào thực sự mình khi qua đất Mỹ này, hay những người trẻ như anh hay là như em, hay là những người trẻ mà nó bên ngoài á, thì việc học cũng là quan trọng, kiến thức mình là quan trọng, nhưng một cái nền tảng, cái kiến thức nền tảng vững chắc với cái tài chính để nó là cái bàn đạp sau này cho mình, để mình sống tự do, sống thoải mái. Nếu mình chỉ học hoặc là làm gọi là đi làm cho nhà nước hay làm công ty lớn lấy lương cao, nhưng mà nếu mình không có cái nền tảng về tài chính thì sau này mình sẽ trở thành một người là cứ chạy theo đồng tiền, mà thay vì bây giờ mình có cái nền tảng tài chính vững chắc thì sau này cho dù mình không giàu nhưng mình không thoải mái một cách tự do nhất. Đó là lời khuyên em cho những người trẻ phải bổ sung hay trang bị cho mình một cái kiến thức tài chính vững vàng. Rồi, vậy là em là gọi là đầu tư cho bản thân. Không, là đầu tư cho bản thân thật là có thật là nhiều kiến thức để mình làm cho nó chắc chắn, nó cái foundation của mình nó thật là tốt. Rồi ok rồi, cảm ơn Chỉnh rất là nhiều và cảm ơn mọi người đã xem cái video ngắn này của mình và bạn Vĩnh. Và trong tương lai mình sẽ tiếp tục phỏng vấn nhiều những cái bạn khác nữa để mình muốn chia sẻ với mọi người về những cái bạn trẻ ở nước Mỹ. Là hiện tại là em bao nhiêu tuổi? Giờ hiện tại thì em 22 tuổi, gần 23 tuổi. Hiện tại là bạn Dĩnh là 22 tuổi, là
khá là giỏi, mới qua Mỹ khoảng 2 năm thôi mà đã có những cái gặt hái là cơ bản rồi đó. Thì trong tương lai thì mình cũng mong những người trẻ như bạn Dĩnh có thêm được những cái kiến thức này, có thêm được những cái cơ hội để phát triển bản thân. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tạm biệt mọi người.